Xin chào cả nhà, đây là cái điểm cua cùi chỏ gắt từ cái cầu chữ U Rạch Cát á ha. Đổ xuống cái bến Bình Đông này, cua này rất là gắt đúng không? Đó. Ai mà không cẩn thận một cái khi mà sổ ngang cái là trên đổ xuống. Dốc cầu rất cũng hơi bị